Con có nghe nhiều sư Bắc Tông giảng là nếu như mình làm việc ác sau đó mình ra nhận lỗi sám hối nó thì người đó sẽ không bị đọa địa ngục vì tâm người này gây ra tội đã ân hận biết tội. Hơn nữa địa ngục chỉ dành cho những người không chịu nhận tội của mình mà thôi. Có một sư còn lấy ví dụ vua A Xà Thế rằng tội ngũ nghịch như vua A Xà Thế còn không bị đọa địa ngục sau khi ăn năn sám hối, thì dù gây ra tội nào xong mà biết ăn năn sám hối thì cũng không bị đọa xứ, chỉ có quả báo trong đời này hoặc đời sau thôi, nhưng sẽ không đọa và có thể hóa giải những nghiệp đó bằng việc thiện tích phước. Thưa sư, cho con hỏi quan điểm trên có đúng không? Sư cho con hỏi vua A Xà Thế có là đọa địa ngục sau khi gây ra ngũ nghịch trọng tội không? Câu này chắc xin thỉnh Đại Đức Tuệ Tường. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì ở đây là có hai câu hỏi ha. Nãy giờ Đức Hành Tài đọc cái câu hỏi thì bị rõ đó. Đây có hai câu hỏi chính là: thưa sư, câu hỏi quan điểm trên đúng không, là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai là: sư cho con hỏi vua Trà Thế có bị đọa sau khi gây ra những cái đại tội không? Cái điều này á là có, thưa vị, này là 100% có nha, chứ không phải là 99%. Là khi mà mặc dù á là nãy sư có ở cái câu vấn đáp trước á, sư có nói đó là mặc dù ông là phạm tội giết cha là một trong tội đó, và khi mà nghe Đức Phật thuyết xong bài kinh Sa Môn Quả thì ông gọi là cải tà quy chánh ha, dùng cái từ cải tà quy chánh, ông mới quy y Tam Bảo và ông sám hối tội lỗi của ông đó. Rồi đồng thời là sau cái sự kiện đó, Đức Vua Như Thế làm rất là nhiều thiện nghiệp bảo trợ cho Tam Bảo và bảo trợ cho tăng đoàn, như như là những cái tiêu biểu đi ha, là cúng dường các vật dụng, rồi xong bảo, có nghĩa là bảo trợ cho cuộc cách tập Tam Tạng lần đầu tiên ở thành Vương Xá mà ngài Ma Cáp Xá Bá là chủ trì đó đó. Rồi xong lại ông lại là người mà xây cất các bảo tháp Xá Lợi đó, thì công đức ông rất là nhiều, nhưng mà do cái ác nghiệp nó quá lớn, thưa vị, ác nghiệp nó quá lớn đi, ngũ nghịch đại tội mà, thưa vị, cho nên là khi mà ông chết là ông vẫn bị đọa đày ở trong địa ngục vô gián không, nhưng mà trong tương lai ông sẽ là một vị Phật độc giác đó. Cái này là chính xác, là 100% là ông bị đọa địa ngục. Và trường hợp ngày Đề Bà Đạt Đa vậy có sám hối nhưng mà vẫn phải đi địa ngục, thưa vị đó. Tại vì năm cái đối tượng này, nó mới đối tượng muốn người đại tội này, là giống như năm cái đối tượng này là mình, năm đối tượng là gọi là không thể nào mà đụng được, đụng đến là không thể nào tránh tránh đi cái đường đi địa ngục được đó, đó rõ ràng. Còn cái câu hỏi đầu tiên đó là hỏi cái quan điểm ở trên đó có đúng không, thì xin thưa quý vị, cái câu trả lời sư vừa rồi á là cũng là thay thay cho cái câu mà cái câu trả lời đó, cho cái vế trên này không. Cho nên là quý vị sẽ ngầm hiểu, mình ngầm hiểu nha. Tại vì ở đây á, quý vị á, là có đem một cái từ mà sư thấy á, quý vị hỏi rất là nhạy cảm. Quý vị thầy, quý vị nói là mốt sau này con có nghe nhiều vị sư hay là một vị sư nào đó nói thôi, chứ đừng mình đừng có đem Bắc Tông, Nam Tông hay là Mật Tông gì vô đây, chứ không nhiều khi mình trả lời, nhiều khi quý sư trả lời rồi lại một số người á lại gọi là anti fan đó, nó không thích đó, nó cắt ghép, nó nói là đi ở đây là mấy ông sư Hành Tuệ hay là ông sư Tề Tường không, ông đi nói xấu đả kích những cái bên hệ phái khác đó. Cho nên là sư cũng khuyên quý vị, mới mốt mình thí dụ mình cái đặt câu hỏi thì mình nói à con nghe nhiều sư hoặc là một sư hay một thầy nào đó
cũng vậy thôi là đủ rồi, đúng không? Chứ mình đã có liệt kê mà cụ thể Bắc Tông, Nam Tông này nọ, Mật Tông này nọ chứ, đó. Nó mất mất hay thứ việc đó. Thì cũng xin kết thúc và cho là khỏi đây. Bây giờ xin thưa với quý vị, cái phần Đại Đức Tuệ Tường trả lời thì nó cũng là cái mà sư muốn trả lời cho quý vị. Vốn dĩ là cái câu đó cũng đã sai rồi. Một nửa ổ bánh mì ấy, thì nó vẫn là ổ bánh mì, mà một nửa sự thật nó là sự dối trá. Thì xin đính chính một tí xíu với Đại Đức Tuệ Tường là như là vua A Xà Thế vẫn đi địa ngục, nhưng mà địa ngục đó là không phải địa ngục vô gián. Vẫn đi địa ngục, cái đó là có nói ở trong Chúng Sanh Và Sanh Thú, cái phần diễn tả về địa ngục á, thì có nhắc đến trường hợp qua xà thế thì cũng đi địa ngục, nhưng mà tránh là trường hợp duy nhất tránh được cái địa ngục vô gián dành cho ngũ nghịch. Có thể đó cũng là một tên địa ngục vô gián, nhưng nó không dành cho tội ngũ nghịch, tức là nhẹ hơn một cấp. Là nhờ đó, như quý vị nghe đó, vua A Xà Thế đã có công bảo trợ Phật pháp rất lớn, sau khi mà xoán ngôi. Còn trong các trường hợp còn lại thì tất cả các ác nghiệp mà phải đi địa ngục thì đều đi địa ngục, chứ không có cái chuyện là mình sám hối rồi là mình khỏi đi địa ngục, và địa ngục chỉ dành cho người không biết sám hối thì chuyện đó không có. Xin thưa là không có một bài kinh hoặc chú giải nào trong kinh Tạng Nguyên Thủy nói như thế cả. Có thể là sau này vì một vài lý do nào đó mà quý vị sáng chế ra thì cái đó sư không nói tới. Nhưng trong kinh Tạng Nguyên Thủy thì không có cái chuyện đó. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.